Đây là trại dưa lưới của chị Nguyễn Thị Út, vừa cho cắt nước 3 ngày chuẩn bị thu hoạch. Cách làm này dù có giảm năng suất vì trọng lượng trái nhẹ đi, nhưng đổi lại tăng được hàm lượng đường, trái dưa ngọt giòn. Để có được hơn chục tấn dưa lưới xuất bán mỗi tháng như ngày nay là cả quá trình tìm tòi học hỏi và nhiều lần thất bại, bởi xuất phát điểm của chị là một doanh nhân. Ban đầu thì thật sự là mình không có mối mang gì chứ. Bên ngoài mình đi siêu thị thì mình thấy cái giá nó cao, mà mình vô đây mình trồng vậy đó. Từ từ mình mới lần xuống mấy cái chợ đầu mối tìm, rồi mình mới cho người ta ăn thử dưa, rồi mình mới cho người ta bán thử. Thì người ta bán ta thấy được, rồi từ đó là một người giới thiệu hai người. Có được thị trường, vợ chồng chị Út và anh Tâm dần mở rộng diện tích, đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Israel, lắp hệ thống kiểm tra dinh dưỡng và vận hành phần lớn trên thiết bị công nghệ. Từ 1-2 trại dưa, giờ đây chỉ có hơn 8 nhà lưới với tổng diện tích 1,2 hectare. Tiêu chuẩn sạch và an toàn chất lượng là mục tiêu hàng đầu. Do vậy, Farm Ngọc Thành khép kín khâu vệ sinh, khử khuẩn khi công nhân ra vào. Khử trùng tất cả cái xung quanh nhà, trước sau trong nhà ôm, trong nhà màng, từ cái đoạn cái con mình khử trùng. Mình khi mình sẽ khử trùng tốt rồi á thì sau này á mình khi mình đặt cái con xuống á thì nó ít sâu bệnh, khi mà nó ít sâu bệnh á thì mình sau này mình sẽ dùng thuốc nó ít lại. Chúng tôi sẵn sàng đó là hợp tác với tất cả các cái bà con nông dân trong cái địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như ngoài tỉnh. Đây là một trong những cái mà tôi cho rằng á một cái sự thay đổi lớn trong cái cuộc cách mạng mà trồng cái rau củ này. Hiện trang trại trồng hai giống dưa lưới là Wan và T-Wan, trung bình mỗi năm 4 vụ thu về 15 tấn trái, giá bán từ 35 đến 40.000 đồng một ký, trừ chi phí, lợi nhuận đạt 30%. Đây là cách làm nông hiện đại được lãnh đạo tỉnh quan tâm, khuyến khích xây dựng, hợp tác và nhân rộng nhằm hướng đến nền nông nghiệp sạch, tiên tiến.